sau 300 năm sau, tức là vào thế kỷ thứ 17, thì vodka chính thức được ghi nhận và là quốc tửu của đất nước Nga. Rồi, là quốc tửu là gì nào? Chúng ta sẽ cùng phân tích cụm từ quốc tửu. Tửu là gì ạ? Tửu là rượu. Tửu là rượu. Đúng chưa nào? Ngày xưa chúng ta gọi là tửu đúng không ạ? À, tửu là rượu. Đơn giản thôi. Thế quốc tửu là gì? Rượu của quốc gia đó. Rượu của quốc gia đó thì người ta gọi là quốc tửu nha các bạn nhá. Một số nước không có đâu ạ. Nhưng có một số nước là sẽ có quốc tửu. À, thì tôi hỏi các bạn một câu là Việt Nam có quốc tửu không ạ? Việt Nam mình có ghi nhận hay là có ghi danh hay là có nhắc đến một loại rượu nào đấy đặc trưng của Việt Nam? Hay là rất nhiều loại? Hay các bạn đi đến mỗi một vùng miền, mỗi một vùng quê, các bạn thấy rằng là có một loại rượu của vùng quê nào? Có đúng vậy không? Đúng không? À, thế thì Việt Nam mình theo các bạn thì có quốc tửu, có quốc tửu của Việt Nam, đất nước Việt Nam. Mà đến đất nước Việt Nam mà tất cả những người dân bạn bè du lịch đến đất nước Việt Nam mà nhắc đến rượu Việt, nhắc đến Việt Nam là phải nghĩ đến ngay cái rượu này thì có không nào? Nào các bạn là người Việt Nam, các bạn cho tôi biết điều này nhé. Có không nào? Giống như bây giờ chúng ta đang ở Việt Nam này, chúng ta nhắc đến đất nước Nga này, là chúng ta nghĩ đến vodka, đúng chưa nào? Kể cả các bạn chưa học gì về vodka cả, các bạn đi ra ngoài kia có những bạn, các bạn học về văn hóa thế giới thôi. À, thế thì khi các bạn đều bảo tôi rằng là thế người Nga đi ra Nga là họ uống vodka nhiều lắm đúng không? Thế nhắc đến người Nga là nhắc đến rượu vodka phải không? Đấy, cái đấy là văn hóa đấy các bạn. Tức là nhắc đến một đất nước nào đấy người ta nhắc đến cái dòng rượu này. Thế theo các bạn thì nhắc đến đất nước Việt Nam mình có dòng rượu nào? Để mà người dân du lịch, quan khách du lịch ấy, họ đến với Việt Nam mình là họ nhắc đến đất nước Việt Nam và họ phản thử cái dòng rượu đó không? Theo các bạn có không? Không đúng không? Việt Nam của chúng ta không có quốc tửu. Nhưng chúng ta không đồng nghĩa việc chúng ta không có quốc tửu thì không đồng nghĩa với việc đấy là chúng ta không có những loại rượu đặc trưng của dân tộc Việt Nam nhé. À, mỗi một vùng miền, bởi vì làm sao? Bởi vì Việt Nam của chúng ta rất đa dạng vùng miền, văn hóa của vùng miền, cho nên đi đến bất cứ một vùng miền nào tại đất nước Việt Nam mình, chúng ta cũng có một nét văn hóa đặc trưng của vùng miền đó, đúng không? Các bạn để ý ra nếu các bạn hay đi du lịch, đúng không ạ? Chúng ta không có một loại rượu nào cố định để được coi là quốc tửu của Việt Nam cả. Quốc tửu là gì? Rượu của quốc dân, rượu của toàn quốc, rượu của đất nước ấy. À, quốc gia thì Việt Nam chúng ta không có loại nào, đúng không ạ? Có nhiều loại quá, cho nên là chúng ta chẳng có một loại cố định nào để được gọi là quốc tửu cả.